Xin được giới thiệu cùng với mọi người một chùm tinh thể thạch anh pha lê. Độ trong mọi người nhìn đấy, trong suốt luôn các trụ chính. Chùm này thì có khối lượng nặng là 2 kg. Rất chi là đẹp. Có độ trong rất chi là tốt. Bề dài của nó thì rơi vào tầm khoảng 20 cm. Nếu làm cái đế nó đặt trên bàn thì rất tuyệt vời. Rất đẹp luôn. Và hiện chùm này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 1.800.000 đồng. Nếu bác nào muốn sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Đá thì nguyên bản nguyên zin tự nhiên 100%, chưa hề xử lý, chưa không hề gắn ghép gì cả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.